Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục là gián đấu giữa Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh và Kiện Tướng Quốc Gia Vũ Quốc Đạt tại trận thách đấu đầu năm mới diễn ra ngày hôm qua 2 tháng Giêng 2021. Mời các bạn thưởng thức gián cờ phế pháo tấn công thần tốc. Biên bản gián cuối. Chỉ. Sure. 是 是
是 破下 将军 将军 是 是 将军 是 破事 是 是 是
Pháo 3, thối 8. Chơi đến đây, kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất.